Quay này quay quay kia chị lên lầu ăn hả? Quán lấy gì ghê vậy? Sita điểm sắm. Sắm điểm sắm hay Big Restaurant Chánh Nghĩa. Thủ Dầu Một. Quay phim. Sita Chani đang quay hai người đi, hai người chui lên chi sao lên gì hả? Đi đi đang quay trời ơi. Lầu ha, đợi đợi ảnh với đợi anh Hải với kìa, đợi 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 ông chú ông khóc lóc bây giờ. Xì thao. Trời ơi đẹp chứ anh. Đẹp lộng lẫy. Ai không đâu mà lên xuống, lên đi ngồi luôn. Cái lầu nó kìa, còn cái lầu nó kìa. Muốn lên trên đây nữa. Cái menu nhìn hơi bị đẹp á, rất là sang trọng, nhưng mà mới lần đầu tiên tới nghe bà xã bà giới thiệu đúng rồi nên quay được rồi, Hải thấy được rồi, nó đi đủ nó đi nó chưa đi nó chưa đi cái này chụp dây mà không chụp kia này kinh máy đi mấy bạn chụp Hải chụp thì Hải đây ổn đi quá. Đi ăn uống không vui vẻ không chịu phá làm chi vậy? Còn quên nè, ông gửi cho em nè. Có hình nè. Chi vậy? Nè. Không phải quên lỡ lộ mà mệt ghê. Chi gì vậy? Hoàng suối đập điện thoại nữa. Ali nhìn xanh đẹp quá không biết. Mà nó gọi là taxi muội. Lên chưa đẹp. Thấy ông Hải cũng cưng châu mà. Đi đâu cũng đi đâu. Diễn gì? Cho nó mở ra để cho nó bỏ tôm của chồng. Pineapple.
Nè, nè, nè anh thông cảm chứ cái này ta điện thoại này đang đang điện cái có người điện thoại vô cái nó mắc sóng mà rồi bây giờ anh nhờ chuyện gì anh nhờ chuyện gì anh nhờ rồi nó cái này bánh bao này anh kêu đây bao nhiêu thang đây luôn anh thử qua điện thoại chưa anh thề cái đó thử ra cái bánh bao này cái thiều ngon lắm cái thiều á đâu ăn đó đi mệt quá à. Không phải Lê Thiêu. Không phải Lê Thiêu. Đi nói. Nói đi anh. Rồi chị Châu là người cuối cùng trong cuộc đời của anh. Em là người anh đã từng mướn. Em làm chứng em làm chứng. Là anh không có lăng nhăng nữa hả? Không có lăng nhăng nữa không? Một là một không? Đừng có là ba đừng có leo cây nhánh này nhảy qua nhánh kia.